kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào các bạn, mình là Huy. Pin sạc dự phòng của Venson. Venson là một brand khá quen thuộc nếu như anh em thường xuyên tìm mua các phụ kiện công nghệ, điển hình như là cáp HDMI này, cáp mạng LAN này hoặc USB hub. Gần đây thì Venson có mở bán pin sạc dự phòng với hai phiên bản 10.000 mAh và 20.000 mAh 22,5W với mức giá cực kỳ hủy diệt. Mình đã nhanh tay đu đỉnh được một viên ở đây để về test và bung nội thất các bạn nhé. Viên 10.000 mAh này mình đặt được với mức giá là 156.000 à, gọi là đu đỉnh, tại vì mình thấy thường xuyên anh em đặt được nó với mức giá là 120 hay 130 gì đó. Viên 20.000 thì mọi người đặt được với mức giá khoảng 160 đến 180 gì đó, một mức giá mà cực kỳ hủy diệt, có thể coi là rẻ như bọn Topka Kula ngày xưa, thế còn thậm chí là ở thời điểm hiện tại thì rẻ hơn cả Topka Kula các bạn nhé. Mình đã đặt được một viên ở đây, đã nhận được khoảng một tuần rồi, test đến đây gọi là xong xuôi hết rồi, chủ yếu là quay lại để show cho anh em xem cái cách đóng hộp của nó này, độ hoàn thiện bên ngoài, và mời các bạn cùng xem lại quá trình test của mình. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng bung nội thất xem cấu tạo bên trong của viên pin này nó như thế nào các bạn nhé. Đây là một sản phẩm mới, nó sử dụng cell pin Nipo này. Tiếp đến thì mình trông nó khá là giống với hàng OEM. Mình thấy là hiện đã có nhiều người mua rồi và đang nhiều người còn quan tâm đến nó, nên là mình đã quyết định mua theo và về test thử. Thế còn mình không khuyến khích các bạn mua cái sản phẩm này nhé. Anh em cân nhắc xem là nó có phù hợp với nhu cầu hay không. Cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ đúng không ạ? Xem phù hợp thì các bạn săn sale, còn nếu không thì thôi đúng không ạ? Cái sản phẩm này thì mình thấy thường xuyên anh em sẽ săn sale ưu tiên hơn ở phiên bản 20.000 để các bạn mua về dùng một cách thường xuyên, là để cắm quạt tích điện này hoặc cấp nguồn cho wifi các kiểu này. Trong trường hợp mà chúng ta sắp đến mùa hè thì thường xuyên bị mất điện, ví dụ như cấp nguồn cho những cái quạt nhỏ nhỏ kiểu như này các bạn, thì đây là một cái phương án khá là rẻ và bước đầu thì cái brand khá là uy tín đó. Đây là cái cách đóng hộp của nó này, các bạn sẽ có một cái hộp giấy như này nhá. Mình nhận cách đây lâu quá rồi nên là cũng không còn nhớ là bên ngoài nó có siêu ly lông bên ngoài hay không, nhưng nếu mà mình nhớ không nhầm là nó có siêu ly lông bên ngoài đấy. Hình ảnh sản phẩm thì được in nổi ở đây đó. Tiếp đến nó như này các bạn nhé. Và mình cũng mở lâu lâu rồi nên là cũng không nhớ là cái cáp nó tặng kèm là A2C hay là C2C nữa anh em ạ. Nó còn giữa một đợt mình chuyển phòng trọ nên là cũng đã bị thất lạc mất sợi cáp các bạn. Đây là cách đóng hộp này, mặt phía sau này. Đó. Đây là thông số các bạn nhé. Mã của nó là FHK này. Phiên bản 20.000 nó hot quá, kiểu cứ có hàng lên hàng một phát là cháy hàng. Đến bản thân mình canh còn chưa đạt được, mới đạt được bản 10.000. Tiếp đến thì đây là viên pin sạc dự phòng của chúng ta. Khi mà nhận về thì nó sẽ nguyên cái siêu màn hình ở đây các bạn nhé. Một cái màn hình khá là lừa tình. Mình vẫn để nguyên cái siêu này ở đây. Nhìn nó rất to như này thôi, nhưng phần hiển thị của nó thì giống như mấy viên pin mà có báo phần trăm pin khác. Nó chỉ hiển thị một cái khu vực LED 7 thanh ở đây thôi. Còn lại thì cái mặt này càng to thì nhìn nó càng ngầu đúng không các bạn? Nhưng mà nó càng dễ chảy xước các bạn. Đấy. Tiếp đến thì tổng thể đây là cái viên pin sạc dự phòng khi mà chúng ta nhận được. Nó có chất lượng build khá là cứng cáp luôn các bạn, gần như không có hiện tượng bị flex hay là op amp gì cả. Viên 20.000 thì không biết nó như nào, nhưng viên 10.000 thì cầm khá là mềm mại và cứng cáp. Một mặt thì nó sẽ có cái vân sọc chéo này các bạn, hạn chế được sự xước sát này. Mặt dưới này nó sẽ là đen nhám này. Đó. Đây là khu vực nút nhấn này. Đây là các cái cổng sạc này các bạn này. Các cái ký hiệu này. Nó sẽ có một cổng C và hai cổng A ở đây. Viên pin này thì nó không có cái chế độ sạc nhỏ giọt các bạn nhé. Đó. Nó sẽ có một cái màn hình báo phần trăm pin đây. Có một cái tia sét màu xanh đây, biểu thị trạng thái là đang sạc ra hoặc là sạc vào nhanh các bạn nhé. Rất là cứng cáp luôn. Khu vực bo mạch này thì nó có phần rỗng hơn, nên là gõ nó sẽ như này. Còn bên dưới này thì có vẻ như là cell pin đã được họ gắn đổi keo silicone các bạn, gắn chặt vào mặt trên và mặt dưới. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng check nhanh các chuẩn sạc mà viên pin sạc dự phòng này hỗ trợ. Đấy các bạn ạ, màn càng to thì càng bám nhiều mồ hôi dấu vân tay. Anh em mà bỏ vào túi xách các kiểu này, mới đầu nhìn thì đẹp thôi, bỏ vào túi xách các kiểu thì nó sẽ rất là dễ bị chảy xước. Đây là các chuẩn sạc mà cổng C của viên pin sạc dự phòng này hỗ trợ các bạn. FCP, SCP, AFC này, QuickCharge 3.0 này,
SFCP này. Ở đây chúng ta có PD 3.0 20W. Uầy, à đây có PPS, ở đây là 2A các bạn. Để mình sẽ cắm thử vào chiếc Samsung của mình xem nó nhận sạc bao nhiêu watt các bạn nhé. Đó, profile PD này, Samsung 2A, Apple 2.4A này. Bây giờ thì mình sẽ cắm cái máy Samsung của mình, cắm vào sợi cáp này đi cho đỡ phải. À đây, không tới các bạn, USB test ngắn quá. Nhận sạc này các bạn này, nó sẽ nhận sạc nhanh anh em nhé. Và xem nhận được bao nhiêu watt này. Cỡ sắp xỉ 18W, 17.3, 17.4W này các bạn này, sạc cho Samsung. Tiếp đến thì nó có PD 20W thì sẽ sạc được cho iPhone này, đúng không? Và giá rẻ như này thì anh em mua thường xuyên là để cắm quạt, cắm cấp nguồn Wi-Fi các kiểu. Mình sẽ check nhanh các chuẩn sạc ở cổng A của bên pin này nó hỗ trợ chuẩn gì. Mình sẽ sử dụng một sợi cáp Atosi cấp nguồn cho USB test ở đây. Cổng C này hỗ trợ PD thì anh em có thể cả quick charge nữa nhé. Các bạn có thể mua những cái cáp trích G luôn, nên 9V hoặc 12V để cắm cấp nguồn cho Wi-Fi này, cắm cấp nguồn cho các cái thiết bị điện DC 12V này. Sắp tới là mùa hè rồi, nếu như mà chẳng may bị mất điện, chúng ta mua những cái viên pin này với mức giá rất là rẻ, viên 20.000 mà anh em săn sale được với mức giá 180-160 thì đấy thì nó rất là rẻ. Tiếp đến thì còn một cái ứng cử viên nữa các bạn đừng quên, đấy là viên Rocoren 20.000 mAh 35W. Đấy, viên đấy thì săn sale được với mức giá khoảng độ 240 gì đấy. Nếu như mà các bạn có nhu cầu cấp nguồn, dung lượng cao, sạc ra sạc vào nhanh. Đây là các chuẩn sạc mà cổng A của viên pin này hỗ trợ này. Khá là nhiều và đầy đủ luôn. Đó. Cái này thì nghe chừng là giống chip giao thức của con Bezos B-Power, E-Power 20.000 hôm trước mà mình bung. Hoặc là viên Urin PB311 này. Đó. Mình đã sạc đầy cho viên Venson 10.000 mAh này. Chúng ta sẽ cùng setup để xả nó ở 5V 3A. Xem rate capacity của nó ra được bao nhiêu. Các bạn sẽ dễ dàng so sánh với những viên pin sạc dự phòng khác đã từng xuất hiện trên kênh của mình. Trong các lần xả trước thì nó đều ra kết quả cỡ 6.300 mAh ở 5V 3A. Đây coi như là lần cuối để chúng ta lên video các bạn nhé. Quá trình xả thì sẽ diễn ra đâu đó khoảng 2 tiếng. Xả xong rồi anh em ơi, giờ chúng ta sẽ cùng đọc kết quả nhé. Viên pin của mình thì đang hết sạch pin và nó sẽ báo 0% kiểu như này. Nhấp nháy số 0. Để đọc được kết quả thì mình sẽ cấp nguồn cho USB test bằng một viên pin đang còn điện ở đây. Và chúng ta sẽ so sánh kết quả với tải điện tử luôn. Thông số đầu tiên cần check đó là thời gian xả các bạn. Cả hai bên đều báo là 2 tiếng 4 phút các bạn nhé. Điều này thì chứng tỏ quá trình xả của chúng ta diễn ra liên tục, không bị gián đoạn hay là gặp lỗi gì. Tiếp đến thì các bạn quan tâm đến con số rate capacity, đúng không ạ? Anh em nào mà so sánh theo hệ watt giờ thì các bạn có thể tham khảo con số bên dưới. Nó là 31.7 watt giờ các bạn nhé. Thế còn trên kênh của mình thì mình thường lấy miliampere giờ 5V 3A. Viên Venson này thì nó ra được 6.248, tức là khoảng 6.250 đi. Bên này thì cũng sắp xỉ như vậy đúng không ạ? Nó cỡ sau nhiều lần đo của mình thì nó đều sắp xỉ là 6.300 mAh ở 5V 3A các bạn nhé. Nên là mình sẽ lấy con số này để mang đi so sánh với những viên pin sạc dự phòng mà mình đã từng test gần đây. Đấy. Nhưng mà test gần đây thì cũng bung ra toe toét, thế nên bỏ dần bỏ mòn hết rồi. Gần đây thì chúng ta có viên Urin PB311. Viên này thì rate capacity nó sẽ rơi vào khoảng 6.500 các bạn nhé. Thì đây là so sánh về kích thước của hai viên này. Tính ra cái viên Venson này nó khá là mỏng các bạn. Đây, hai viên này là độ dày là tương đương nhau này. Nhưng mà cái viên Venson này thì nó bo tròn mép, dẫn đến việc là cảm giác cầm thì có vẻ là hơi mỏng hơn. Đấy, chiều dài thì hai thằng cũng tương đương nhau này các bạn này. Đó, chiều dài này. Cái viên Venson này có vẻ như là nó sẽ sử dụng một cái cell pin mới chăng? Thế còn cái form dẹp trước đây chúng ta thường gặp ở Bezos chẳng hạn đây, thì nó sẽ dài hơn một khúc như này các bạn. Đây để so sánh về mặt kích thước để các bạn có thể thấy này. Hoặc là một viên form dẹp nữa của Samsung. Đó, viên này thì rate capacity là 6.400 nhưng mà nó thuộc hệ khác rồi.
in-out là 25W, nhưng mà chỉ hỗ trợ PD thôi các bạn nhé. Anh em nào mà sử dụng hệ PD hoặc là sử dụng máy Samsung thì các bạn nên ưu tiên viên Samsung này. Đó. Test sạc xong rồi anh em ơi, đây là một trong các biểu đồ mà chiếc PowerZ của mình ghi lại được quá trình test sạc vào viên Venson 10.000 mAh. Mình đã test sạc xả nó khá nhiều lần, đều ra cái biểu đồ tương tự như này. Mà anh em cùng điểm qua các cái mốc thời gian quan trọng. Trong khoảng gần một nửa thời gian đầu tiên, viên pin của chúng ta sẽ kéo một đường công suất gần như nằm ngang như này. Nó ở khoảng sấp xỉ 18W các bạn nhé. Lúc mới cắm vào thì là 18,4 gì đó, giảm xuống đoạn này là cỡ 18 này, lên trên cao này được cỡ 18,6W. Đó. Trong khoảng 1 tiếng 30 phút đầu tiên, cụ thể là trong lần test này của mình, thì nó là 1 tiếng 33 phút các bạn nhé. Sau đó thì nó sẽ giảm dần công suất để đi vào chu trình sạc đầy hẳn cho viên pin. Thì tổng thời gian để sạc đầy cho viên pin này nó là 3 tiếng 20 phút các bạn nhé. Cái viên pin này thì có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là qua nhiều lần mình ngồi canh, chỉ qua khoảng chớm 50% pin thôi các bạn, nó đã bắt đầu giảm dần công suất rồi. Không biết là viên pin Venson của anh em có giống như thế không? Mình thấy khá nhiều anh em mua cái viên pin này và mình ngồi canh thì chỉ nhích qua 50% là nó đã bắt đầu giảm công suất rồi, dẫn đến việc là tổng thời gian sạc đầy của nó rất là lâu, lên đến 3 tiếng 20 phút các bạn. Những viên pin mà 10.000 mình test gần đây ở cỡ công suất này, ví dụ đây là một viên của Urin PB311, viên này thì sạc vào nó được 20W, thế còn Venson là 18W nhé. Nhưng mà viên Urin này thì cái rate capacity của nó cao hơn một chút này, thì nó đến cỡ 70% nó mới bắt đầu giảm công suất, dẫn đến việc là tổng thời gian sạc đầy ấy, nó lên đến là 2 tiếng 40 phút. Thế còn viên Venson này nó lên đến là 3 tiếng 20 phút, tức là chênh nhau cỡ 40 phút các bạn. 3 tiếng 20 phút mà cho một viên 10.000 này thì khá là lâu đấy. Đó, anh em cần lưu ý cái thông số này. Hoặc là viên Ugreen Magnetic này cũng tương tự như vậy. Rate capacity lên đến 6.700, sạc vào 20W thì cái thời gian sạc vào nó cũng đâu đó cỡ 2 tiếng 40 phút thôi các bạn. Đó. Ok, đây là cái điểm để các bạn có thể lưu ý nhé. Thông tin để anh em có thể tham khảo về cái thời gian sạc vào của nó. Ở đây là mình test sạc vào bằng cổng C các bạn nhé. Khá là lâu. Test xong xuôi rồi, giờ chúng ta sẽ đến với màn hấp dẫn nhất là cùng nhau bung thử nội thất xem cấu tạo bên trong của viên pin này nó như thế nào các bạn nhé. Mình thì không khuyến khích anh em làm theo, tại vì bên dưới này nó sẽ là cell lipo này. Tiếp đến thì bung ra thì nó sẽ rất là xấu. Đó. Thử cái độ bền này trước các bạn nhé. Xem nó có dễ bị chảy trước không. Cái này thì không thể tránh khỏi được rồi các bạn. Ở đây thì mình không có cái chìa khóa nào nhỉ. Ví dụ như là một cái bấm móng tay đi. Nhưng mà để trong túi sách thì nó đầy đủ, hầm ba lăng tất cả mọi thứ. Nó là nhựa mà không phải bằng kính. Cậy lên nhé. Nhựa và dán băng dính hai mặt xuống dưới các bạn. Dán khá kỹ luôn. Đó, đây là khu vực màn hình, nó là LED 7 thanh. Kiểu lừa tình thôi. Quên không sâu cho anh em, cái viên pin này có một cái cổng micro ở bên cạnh này. Đấy, mặt trước này để sạc vào nhé. Mặt trước này thì có cổng C in-out. Thì cái thiết kế này làm mình rất là liên tưởng đến cái bọn Topka Kula ngày xưa luôn. Đấy. Rất là nhiều anh em mua cái viên pin này rồi và đang chờ xem là cái cấu tạo nội thất của nó như nào. Trong quá trình mà mình sạc ra sạc vào cái viên này thì cái trải nghiệm là nó khá là nóng các bạn. Thì giống như trong nhiều video trước mình có thông tin với anh em là những cái viên pin mà 20.000 cấu trúc là một chip all-in-one này, kèm theo một cuộn cảm cho mạch tăng hạ điện áp này. Đó. Thì khi nào hoạt động thì nó cũng thường nóng như vậy. Thế còn tiếp đến là cái thiết kế của nhà sản xuất họ làm như nào để tản nhiệt chẳng hạn, hoặc là để nhiệt nó có thể truyền ra ngoài hay không, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của các bạn. Còn cái viên nào nó cũng nóng ở cái khu vực con chip và cuộn cảm đấy thôi.
Wow, không có cả ốc giữ PCB các bạn. Và tôi dò mãi không thấy con ốc nào. Ok, đây là tổng quát một lượt cái cấu tạo của nó các bạn nhé. Thì viên pin nửa trên và nửa dưới sẽ liên kết với nhau bằng các cái ngàm nhựa này. Đúng không? Và cell pin của chúng ta nằm ở giữa này. Một mặt thì sẽ được dán băng dính hai mặt. Một mặt nữa thì nó đổ keo silicone dạng như này. Đó. Thông tin cell pin thì ở đây đã bị cái keo đấy nó che đi mất rồi. Chúng ta sẽ cùng bóc xem là nó có cái lớp băng dính ở đấy không. Ở đây, rất may. Hẳn cả số lên trên các bạn nhé. Cell pin này anh em nhìn đã thấy quen chưa ạ? Đâu rồi? Thì mình sẽ tìm lại cái viên pin có cái cell này. Chính là trong lõi của bọn Huy. Trong lõi của Remax là hay dùng viên pin này các bạn nhé. Đây là một viên Remax mình bung này. Có một viên 20.000 nữa của Remax mình cũng đã từng bung. Nó cũng sử dụng cái cell dạng như này luôn này. Anh em thấy cái logo chưa? Cái này thì nó đã bị dán băng dính lên nên là bị mờ. Thế còn đây là logo một cách rõ nét hơn các bạn nhé. Viên pin này là viên pin kích thước là 1260 này, 110 này, đúng không? Đọc theo cụm như vậy các bạn nhé. 3,7V và đầy ở 4,2V. Đây là cái logo công ty của nó này. Cái này mình còn tìm thử mấy lần nhưng mà chưa tìm thấy các bạn. Đó. Đây là về mặt cell pin thì nó sử dụng một cái cell pin mà thuộc diện cell lipo giá rẻ các bạn nhé. Đấy. Cái cell pin này thì nó cho ra rate capacity sẽ thuộc diện gần như kiểu là thấp nhất những viên mà lipo mình từng test. Đó. Giống như trong con Remax này cũng vậy. Các bạn có thể xem lại video mình test con Remax này. Đó, cell pin của chúng ta thì sẽ được hàn dây này nối lên trên. Các cái mối hàn này làm khá là sáng bóng đẹp luôn anh em. Ở đây thì nó còn có cảm biến nhiệt độ các bạn nhé. Cảm biến nhiệt độ này dán xuống cell pin để bảo vệ quá nhiệt. Thế còn anh Remax này rẻ nhưng không có luôn cảm biến các bạn nhé. Tiếp đến về phần bo mạch này, các thành phần linh kiện của bo mạch. Chúng ta sẽ có, các bạn thấy này, mỗi cổng này đều có một con MOSFET đóng mở bảo vệ cho cổng này. Đó. Đây nhá. Micro này, USB-A này. Chỗ này là ở cổng C này. Tiếp đến cổng A này ở đây này. Mỗi cổng này đều có một con MOSFET, đua MOSFET đóng mở đó. Còn trên Remax này thì không có cảm biến nhiệt độ này. Không có các cái con MOSFET như vậy các bạn nhé. Xét về chất lượng build ban đầu là đã thấy tín chỉ hơn Remax một chút rồi. Ok, đây là con chip của nó này các bạn này. S621. Đó. Chip giao thức đó, all in one. Cái này nhìn quen quen nhỉ, để mình tìm xem nào. S621. Hình như là ở trong. Đây rồi. Con S621 này nằm chính là con chip giao thức đúng không ạ? All in one, tích hợp mạch tăng hạ điện áp này. Mình đã từng gặp nó ở trong con USAM MagSafe 20.000 mAh này anh em này. Đó, S621 này. Thì ở đây nó cũng sử dụng con chip này các bạn. Đó. Nó hỗ trợ đầy đủ các chức năng luôn. Giao thức các kiểu luôn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ check các cái cổng này. Cổng A, khung thép khá là cứng các bạn nhé. Cổng C này thì khung cực kỳ cứng luôn. Cổng micro này cũng như vậy. Anh em có thể yên tâm sử dụng nó trong thời gian dài. Không lo bị giãn hay là lỏng cổng. Cái PCB này màu xanh lá thì có vẻ là anh em nhìn sẽ thấy nó hơi phèn một chút. Chứ chuyển sang màu đen này thì có khi lại nhìn chất hẳn. Mình đang thấy là các cái đường mạch của nó cũng rất là gọn gàng, mạch lạc này. Các cái mối hàn họ cũng làm rất là gọn gàng. Đấy. Đây là IC sạc pin này. IC bảo vệ sạc pin này các bạn này. Hai con, đúng không? Các thành phần linh kiện của nó khá là đầy đủ và ở đây thì chúng ta có thể thấy là cell pin thì giống Remax nhưng về phần PCB luôn là ngon lành hơn hẳn Remax rồi nhá. Đó. Con chip thì giống với cả con chip trong con USAM mà mình mở gần đây. Con USAM này thì hôm trước nó sale USAM MagSafe 5000 siêu mỏng cánh. Nó sale xuống còn 270.000 ấy. Mình đã từng bung một viên này rất là ấn tượng về mặt nội thất của nó nên là hôm trước cũng có săn sale thêm một cục nữa để dùng các bạn. Tại vì dùng cái USAM MagSafe 5000 này rồi thì chuyển sang những viên 10.000 cầm rất là cấn luôn. Thì đây là nội thất của viên USAM MagSafe. Mình cũng đã có video test để các bạn có thể tham khảo thử. Thế nhưng mà sang mùa hè sử dụng cái viên vỏ nhôm này tiếp đến lại là dạng sạc MagSafe thì nó sẽ khá là nóng các bạn.
Anh em mà quan tâm thì có thể xem thêm chi tiết nhé. Trên đây là toàn bộ các chia sẻ của mình về viên Venson 10.000 mAh. Khả năng là cái viên 20.000 ấy, thì nó cũng y hệt như này các bạn. Nó chỉ tăng số lượng cell pin thôi. Theo kinh nghiệm của mình nó là như vậy các bạn. Thì anh em có nhận xét đánh giá như nào về nội thất của viên Venson như này? Các bạn có thể comment ở bên dưới cho mình biết với nhé. Thế còn bản thân mình ấy, thì mình thấy là riêng ở phần bo mạch đúng không? Thì chúng ta có một cái bo mạch mà khá là tiến chỉ, ngon hơn so với tầm giá các bạn nhé. Thế còn cái cell pin này thì ở mức giá rẻ thì họ cũng chỉ có thể dùng được đến cái cell pin như này thôi, tương tự như độ Remax các bạn. Đấy. Còn về phần bo mạch thì là ngon và tín hơn Remax các bạn nhé. Chúc bạn xem video vui vẻ. Mời các bạn cùng tham gia vào các group mình để link ở bên dưới, như là Cuồng Tai Nghe True Wireless, Nghẹo Công Nghệ, nơi chúng ta cùng thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng và cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất.